Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Tốt Tiếng Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để tuyển chuông bên cạnh để theo dõi thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. MU tiếp tục mất điểm cho Arsenal. Quỷ đỏ tiếp tục không thể giành chiến thắng cho Arsenal ở mùa giải này, qua đó đã để cho Man City gia tăng cách biệt trên bảng xếp hạng. Khác với dự đoán từ giới chuyên môn, MU không lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công như họ thường làm trước các đội bóng lớn. Thay vào đó, huấn luyện viên Solskjaer chỉ đạo các học trò chơi áp sát vùng cao và triển khai thế trận kiểm soát bóng nhằm phủ đầu đối thủ. Tuy nhiên, chiến thuật của nhà cầm quân người Na Uy không tỏ ra hiệu quả khi các pháo thủ có được sự tự tin rất lớn. Hàng tiền vệ của đội chủ sân Emirates cho thấy khả năng thoát pressing ngoạn mục, giúp cho đội chủ nhà có được thế trận tốt hơn với tỷ lệ kiểm soát bóng cao. Do vậy, Quỷ đỏ với những ngôi sao trong đội hình lại mới là bên sở hữu cơ hội rõ ràng hơn dù cầm bóng ít. Đáng chú ý nhất là tình huống sút bóng từ sát vòng cấm của Fred hướng về góc cao khiến thủ môn Bernardo phải trố hết tài năng để cản phá. Những phút cuối hiệp một chứng kiến sự lấn lướt của United, thế nhưng Bruno Fernandes hay Marcus Rashford lại không cho thấy sự chính xác để có thể xuyên thủng mảnh lưới của Arsenal. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Mikel Arteta quyết định đưa lão tướng Willian vào sân. Sự có mặt của cầu thủ dày dặn kinh nghiệm này ngay lập tức tạo ra tầm ảnh hưởng lên toàn trận đấu. Chỉ 3 phút sau khi vào sân, Willian đã có những cơ hội cực kỳ ngon ăn từ đường truyền đảo cánh của Bergnerin. Tuy nhiên, ở tư thế hết sức chống trải, tiền vệ người Brazil lại dứt điểm tương đối hiền và bị Wan-Bissaka cản phá. Một phút sau, Willian kiến tạo đẹp mắt cho Pepe, nhưng cú sút của cầu thủ này cũng đem về kết quả tương tự. Phút thứ 65, pháo thủ được hưởng quả đá phạt ngay sát vòng cấm ở vị trí chếch về phía bên cánh phải. Với phong độ cùng sự tự tin rất cao, Nakaze quyết định dứt điểm kỹ thuật và anh đã thực hiện gần như hoàn hảo. Đáng tiếc cho Arsenal, cú đá của tuyển thủ Pháp lại đưa bóng dội sàng ngang và đi ra ngoài. Phía bên kia chuyền tuyến, MU chơi lép vế nhưng không phải là không có cơ hội. Edinson Cavani chính là điểm đến của hai pha bóng sáng nước nhất của các cầu thủ đội khách tạo ra. Do vậy, tiền đạo người Uruguay lại có ngày thi đấu cực kỳ vô duyên và bỏ lỡ cả hai cơ hội từ cự ly chưa đầy 10m. Tấn công nhiều, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng. Hai đội đành chấp nhận chia điểm tại Emirates. Kết quả này rất có thể sẽ khiến cả Arsenal và MU không thể giữ được vị trí của mình trên bảng xếp hạng sau khi vòng 21 hạ màn. Man City xây chắc ngôi đầu, Manchester City có chiến thắng tối thiểu trước Sheffield United, qua đó đảm bảo giữ vững ngôi đầu ngoại hạng Anh sau vòng 21. Ngay từ đầu trận, Man City là đội nắm quyền kiểm soát thế trận trên sân nhờ chất lượng đội hình vượt trội. Về phía Sheffield, họ chơi tập trung và vẫn cố gắng lên bóng mỗi khi có thể. Bàn thắng duy nhất sẽ đến ở phút thứ 9, Torres thi đấu đầy nỗ lực vượt qua sự truy cản của hai cầu thủ Sheffield trong vòng cấm, rồi chuyền dọn cỗ vào để Jesus ra chân cận thành mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm giúp cho Man City chơi thong dong trong phần còn lại của hiệp 1. Sheffield trong khi đó vẫn phải lùi sau phòng ngự nhằm tránh thua thêm. Man City gần như không tạo thêm được cơ hội nào thực sự đáng chú ý. Sang hiệp 2, Man City đang khá bế tắc trong việc xuyên phá hàng thủ chắc chắn của Sheffield. Các quả tạt được tạo ra, song độ hiệu quả rất thấp. Man City gặp khó ở việc ghi thêm bàn thắng, song họ cũng không cho Sheffield bất kỳ cơ hội nào để phản kháng cho đến phút thứ 87. Fred volley bằng chân trái cực căng từ ngoài vùng cấm, đưa bóng đi sạt của dọc Man City trong gang tấc. Phút thứ 93, Foden đi bóng ở trung lộ rồi tỉa sang cánh trái để Jesus đệm lòng một chạm, nhưng Ramsdale đã bay người cản phá xuất sắc. Đây cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Có 3 điểm ở trận đấu này, Man City giữ vững ngôi đầu ngoại hạng Anh 2020-2021 với 44 điểm, tạm thời bỏ xa đội nhì bảng MU 4 điểm. Newcastle gây bất ngờ trên sân của Everton. Everton được kỳ vọng sẽ giành được chiến thắng trước Newcastle bởi đội khách đang có phong độ tệ hại. Nhưng thực tế trái ngược đã diễn ra, hai đội đã có một hiệp 1 cởi mở. Dù trước đó, nhiều người cho rằng Newcastle sẽ chủ động chơi phòng ngự cho Everton, cả hai đội đều đã có những cơ hội đáng chú ý. Phút thứ 5, James Rodriguez tạo ra một cú tạt bóng đẹp để Mina băng vào đánh đầu, nhưng sự can thiệp của Dalot khiến trung vệ này đưa bóng đi không trúng đích. Phút thứ 30, Callum Wilson băng cắt đánh đầu cực căng, nhưng Pickford đã phản xạ kịp thời và đẩy bóng trúng sà ngang bay ra ngoài. Đây là cơ hội nguy hiểm nhất của Newcastle. Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục thế trận giằng co. Everton dù tỏ ra lấn lướt, nhưng cuối cùng lại là những người phải ôm hận. Phút thứ 73, Callum Wilson phía Newcastle United đánh đầu từ giữa vòng cấm vào góc xa khiến cho Pickford không thể cản phá. Everton cố gắng gỡ hòa sau bàn thua nhưng lại nhận gáo nước lạnh thứ hai. Phút thứ 90+3, đồng đội đã tạo điều kiện quá thuận lợi cho Callum Wilson đối mặt với Pickford và tiền đạo người Anh không bỏ lỡ cơ hội ấn định chiến thắng cho Newcastle. Thua trắng 0-2 ngay trên sân nhà, Everton vẫn chỉ có 33 điểm, kém vị trí cuối cùng trong top 4 của Liverpool 4 điểm. Giờ top 4 có nguy cơ bị nhóm đầu bỏ xa và mất cả vị trí thứ 7 bởi thất bại gây sốc này. Amad Diallo lập cú đúp U23 MU vùi dập U23 Liverpool.
Ngôi sao đắt giá của Man United, Amad Diallo đã có màn ra mắt ấn tượng trong áo đội trẻ của câu lạc bộ trước kình địch Liverpool. Mùa hè năm ngoái, MU gây sốc khi bạo chi 37 triệu bảng, trong đó có 18 triệu bảng trắng ngay để chiêu mộ Amad Diallo từ Atalanta. Do vấn đề về giấy tờ nên cầu thủ chạy cánh người bờ biển Nga chỉ đến MU vào tháng 1 này. Cho dù được huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đánh giá rất cao, nhưng Amad Diallo vẫn phải làm quen với bóng đá Anh từ đội trẻ. Sau 2 tuần tập luyện cùng đội 1, Amad Diallo đã được thi đấu với U23 MU vào tối nay khi họ làm khách của U23 Liverpool ở Premier League 2. Amad Diallo đã không phụ lòng quan tâm của người hâm mộ MU khi ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 14. Lợi dụng một giây sơ hở của hậu vệ U23 Liverpool, Amad Diallo đã băng lên cướp bóng và dễ dàng lập công. Bàn thắng của Amad Diallo mở ra cơn mưa bàn thắng ở Kirby. Phút thứ 27, Huguin nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 MU, nhưng Morton và Longstaff kịp thời gỡ hòa 2 đều cho đội chủ nhà trước khi hiệp 1 kết thúc. Bước sang hiệp 2, Huguin tỏa sáng rực rỡ với 3 bàn thắng liên tiếp ở các phút thứ 56, 65 và 71. Đến phút thứ 74, U23 MU được hưởng phạt đền lần 2 và Amad Diallo có cơ hội sút phạt. Trên chấm 11m, tiền đạo nhỏ con này thực hiện cú đá Penaka ghi bàn đẹp mắt nâng tỷ số lên 6-2. Ít phút sau, Joe Hardy gỡ lại một bàn nữa cho U23 Liverpool nhưng không thể thay đổi kết cục thảm bại của họ. Với kết quả rực rỡ này, U23 MU tạm vươn lên vị trí thứ 7 ở Premier League 2. Real cùng ngã trước Levante trên sân nhà. Lô Ban Cốt bất ngờ để thua đối thủ yếu Levante, dù là đội có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Tiếp đó Levante, hàng thủ là nỗi lo lắng lớn nhất đối với Real. Những sự thiếu vắng của Sergio Ramos và Dani Carvajal khiến cho huấn luyện viên Zidane buộc phải sử dụng hai cầu thủ dự bị là Militao và Odriozola. Chiến lược gia người Pháp không thể ngờ rằng hai sự lựa chọn này khiến đội bóng của ông gặp rất nhiều khó khăn. Ngay từ phút thứ 8, trung vệ Eder Militao đã cho thấy sự non nớt của mình trong một tình huống ngăn chặn nỗ lực tăng tốc của Sergio Leon. Tuyển thủ Brazil có pha phạm lỗi lóng ngóng và trọng tài sau khi tham khảo VAR đã chốt quyền thi đấu của Militao vì ông nhận định đây là tình huống có thể ghi bàn rõ ràng. Bị mất người, Real không hề tỏ ra nao núng và đẳng cấp của những ngôi sao trong đội hình đã kịp thời lên tiếng. Phút thứ 13, Cruz nhận bóng từ sân nhà rồi tung cú vẩy má ngoài điệu nghệ đưa Asensio vào tư thế đối mặt với thủ môn của đối phương. Hoàng tử thành Madrid tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội quý giá để ghi bàn thắng mở điểm. Tuy nhiên, các cầu thủ tấn công của Real chơi tốt nhưng điều tương tự lại không xảy ra với hàng phòng ngự. 20 phút sau bàn thắng mở tỷ số, hậu vệ Odriozola phòng ngự thiếu tập trung để tạo ra khoảng trống khá lớn cho Morales. Cầu thủ số 11 bên phía Levante băng lên nhận được tạt cánh của đồng đội và vô lê tung nóc người Courtois. Bước sang hiệp 2, Real tiếp tục gặp bất lợi lớn khi cầu thủ vào sân thay người Vinicius phạm lỗi lóng ngóng với đối thủ, khiến đội nhà bị thổi phạt đền. Rất may cho Lô Ban Cốt, Courtois là người xuất sắc hơn trong pha đối mặt với Jorge Martí. Tuy nhiên, Courtois dù có tài cán bao nhiêu cũng không thể mãi cứu đội bóng áo trắng. Phút thứ 78, Levante phối hợp phạt góc đầy ý đồ và bóng tìm đến chân Martí. Tiền đạo số 9 bên phía đội khách đỡ bóng hoàn hảo rồi vô lê đưa bóng găm thẳng vào góc chết khung thành của Courtois. Số thời gian ít ỏi còn lại, cộng với việc chỉ có 10 người, Real đã không thể lật ngược tình thế. Với trận thua sốc này, đội bóng Hoàng gia nhiều khả năng sẽ bị Atletico Madrid gia tăng cách biệt trên bảng xếp hạng. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để tới chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.